Nhìn thấy đội Uyên Hồng Thảo chưa? Uyên Hồng Thảo ba đứa. Gặp rồi. Ui, bóng 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 bang bang. Thôi nào, kiểm tra xem chị bóng và mua cái này có gì nào. Ăn cái này, chắc làm cái này ăn này một lúc hết no ngay. Chị nha nhận cho ăn chứ. Nha nhận thôi. Dạ. Đi được ăn rau đã. Cái món gọi là món sung muối này, sung muối anh ạ. À, đấy, cái món này là món ngon này, vừa đẹp nữa. Sung muối ạ. Được rồi, tí nó sang xin nữa. Ok.